giành chiến thắng 1-0 khi chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V-League 2023-2024 hôm ngày 23 tháng 2, đương kim vô địch Công an Hà Nội trở lại top 4 đội dẫn đầu, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương mùa này. Từ sau vòng 8, sân chơi V-League chứng kiến 4 đội bóng thay đổi huấn luyện viên trưởng gồm LBB Aneka, Hoàng Anh Gia Lai, Thế Công Viettel, Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Trong đó, chiến lược gia kỳ cựu Kia Tisak trở thành tân huấn luyện viên thành công nhất khi dẫn dắt Công an Hà Nội giành 2 chiến thắng liên tiếp. Dưới thời nhà cầm quân người Thái Lan, dàn sao của đội bóng ngành công an thi đấu khởi sắc, bùng nổ và nhuần nhuyễn hơn. Ở trận thứ 9 chiều tối ngày 23 tháng 2, trước khả năng phòng ngự chặt chẽ và kiên cường của những cầu thủ trẻ xứ Nghệ, trung vệ Bùi Hoàng Việt anh sấm vai người hùng bằng bàn thắng ở phút 65, đưa Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm ở chảo lửa sân Vinh. Đáng chú ý, kể từ năm 2022, khi còn nắm quyền huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cựu tuyển thủ Thái Lan toàn thua trong 5 lần chạm trán đội bóng xứ Nghệ. Vì vậy, việc đánh bại Sông Lam Nghệ An không chỉ giúp ông Kia Tisak xóa dép mà còn khẳng định tài thao lược sắc bén của chiến lược gia 50 tuổi này. Tin vui đến với Kia Tisak xong nỗi buồn tiếp tục ngự trị đội bóng cũ của vị huấn luyện viên này. Cũng tại vòng 10, Hoàng Anh Gia Lai bị Quảng Nam cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này cũng khiến thầy trò ông Vũ Tiến Thành tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Kết quả các trận đấu khác: Hà Tĩnh, Khánh Hòa 1-0, Thanh Hóa, Hải Phòng 3-2 và Thể Công Viettel, Bình Dương 0-1.